Nhìn lên nhìn chưa? Người ta hỏi là cái hàm số có dạng là mx cộng gx đạt cực tiểu tại đâu? Ha? Bây giờ bằng một cái cách nào đó mà mình thấy là cái hàm số mx nó đạt cực tiểu tại x0, rồi hàm số gx nó cũng đạt cực tiểu tại x0, vậy thì cái hàm tổng này nó có đạt cực tiểu tại x0 không? Có không? Có. Đó là cái cách mình nhìn cho nhanh. Bây giờ nha, dựa vào bảng biến thiên này, dựa vào bảng biến thiên, cái hàm số người ta cho đâu ạ? Y bằng fx cộng x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x cộng 1, đúng không? Mà cái thằng đồ thị f phẩy là gì thế này? F phẩy đây, x f phẩy trừ 3 trừ 1 3 6 dương vô cùng, âm dương, âm dương âm, thằng này là cực tiểu này, cực tiểu là âm dương âm dương âm, cực tiểu là nó đổi dấu từ gì? Âm sang dương nhé, không kiệt nữa, âm sang dương vào đây, nhảy qua, đổi dấu từ âm sang dương này, một cái này, một cái này đúng không? Hả? Là có hai cái này, trong khi cái hàm này này, cái chức năng mới á của cái máy này này là nó biết được cực đại cực tiểu, đúng không? Đúng không? Bấm cái nút nào? Tao không biết. Bấm nút nào vậy? Bấm nút nào? Bấm giải quy trình bậc 3 ra á. Mốt gì? Mốt 9 2 phương trình bậc 3 đúng không? 3 rồi, bấm vô. 1 trừ 3 trừ 9 1. Rồi, nghiệm không quan tâm. Đó, cực đại x bằng trừ 1, cực tiểu x bằng 3 thì thôi chứ còn gì nữa. Thằng này cực tiểu bằng 3, thằng này cũng cực tiểu bằng 3, thì chung lại là cực tiểu bằng 3. Nhưng mà nếu không phải máy này thì mình đạo hàm chút xíu gì đâu à. Đạo hàm này 3x bình, đạo hàm này thôi, 3x bình gì nữa, trừ 6x trừ trừ 9, nghiệm là nhiêu? Nghiệm là trừ 1 với gì? Với 3, đúng không? Nhiều đây cũng đủ rồi này. Này, anh này trừ 1 mà anh này là trừ 1, anh là cực đại mà. Loại lấy nãy. Còn muốn rõ hơn nữa thì lập bảng thiên ra. Trừ 1, 3, hệ số 3, dương trong trái ngoài cùng. Cực tiểu này xuống lên này. Thằng này cực tiểu chưa? Hả? Cực tiểu rồi. Ô, cái này nó trả lời được cực tiểu cực đại luôn này. Cực đại là mấy? Trừ 1, cực tiểu là 3. Đó là mình chơi mai lanh thôi, mình chơi nhanh thôi. Nhưng mà thường là như vậy nha, thường là cái tổng của hai hàm á, mình đứng nghe này, tổng hai hàm nó không có bao giờ mà nó tùy tiện hết á. Hai hàm đó, một là
Một là có chung cái điểm cực trị, hai là có chung khoảng dương âm, tức là chung khoảng gì, đồng biến và nghịch biến, chứ không thể nào tùy tiện được. Còn muốn rõ hơn thì phải nhìn vào cái đồ thị thì mới rõ hơn được. À, nhưng mà thường là gì, cái tư duy đó là giúp làm được trắc nghiệm nhiều bài khó đấy. Tức là thay vì mình phải tìm hết tất cả thì mình chỉ cần tìm một thằng thôi, thằng kia nó cũng sẽ tương tự, nó phải có chung. Đấy. Hồi nãy cái đề số 6 cũng có một câu kiểu này: thay vì đi tìm sự biến thiên là mình phải đi xét dấu của cái hàm này. Nhìn bạn đây, trời ơi, nó lì thiệt đấy chứ. Thay vì mình phải đi xét dấu của cả cái hàm này, đúng không, thì ta chỉ cần, ví dụ đi tìm khoảng đồng biến thì ta chỉ cần giải cái hệ này này, giải cái hệ lớn bằng không và g phải sao lớn bằng không, chứ không cần phải giải hết cả hai cái này. Rồi giải cái hệ này thôi, hai thằng đều lớn bằng không thì tổng của nó là gì? Lớn bằng không là đủ để nó đồng biến, cho nên nó sẽ có chung, một là chung cực trị, hai là chung khoảng đồng biến nghịch biến, hay nói cái khác là chung khoảng dấu của hàng này. Cho nên mà nó ra tùy tiện là không làm được đó, nó phải có lý do. Bài này thì bạn làm theo cách là phỏng đoán hàm, bởi vì dấu quy phẩy độ dấu dương, dương âm chứ hả, dương âm chứ. À, cái này là tổng rồi hả? Nói cái này trước, cái này là hàm gì? Này là hàng F phẩy đúng không? Này là thằng F phẩy, rồi. Thằng này là 3X bình trừ 6X cộng 9. Nó đạo hàm ra, nó ra được cái parabol này. Parabol đó là khi chuyển vế qua đây ra dấu trừ này. Ra parabol. Rồi, giao điểm là trừ 1,3. Chỗ này là thằng này nằm trên, nằm dương, cho nên trừ nhau nó ra âm này. Còn lại xin là giống cái kia rồi. Rồi qua câu 43 nha. Nhìn bài đây, câu 43, người ta cho cái tứ diện ABCD có cái cạnh AB là bằng 6, BC cũng bằng 6, cạnh AD bằng cạnh DC và bằng 5, AB, xin lỗi, AC bằng BD mình đặt bằng X. Góc dài mặt phẳng AB, ACB và ACD bằng 60 độ. Hỏi X nằm trong khoảng nào? Như vậy là ở đây ta gọi M là trung điểm của AC này. Khi đó AM vuông góc với lại BM vuông góc với lại AC, và GM cũng vuông góc với lại AC. Như vậy góc của hai mặt phẳng này chính là góc giữa BM và GM là bằng 60 độ đây. Nó là chính là góc BMG. Bài này nó không đụng gì đến thể tích cả. Bài này chỉ việc đi tính x và suy ra x bằng bao nhiêu thôi. X nằm trong khoảng nào thôi. X đây, x đây. Góc này 60. Nghĩ ngay đến định lý gì? Định lý hàm số cosin. Còn thằng nào không nghĩ được ngay thôi, nghĩ đi. Góc cạnh, vậy phải thiếu gì? Thiếu hai cạnh. BG bình bằng BM bình cộng GM bình
trừ 2 lần BM nhân VM nhân cos 60. Vậy chỉ cần đi tính BM và VM. BM là gì? Chỗ này là x chia 2 này. Căn bằng 2 36 bình trừ x bình chia 4. VM bằng căn bằng 2 5 bình trừ x bình chia 4. Xong, ráp vào. Ráp vào đây. Ráp vào đây. Ta hãy thu gọn đến mức có thể. Nó ghi chữ nhỏ quá thì xóa nha, ghi lại nè. Đời tao ghét nhất là mấy thằng ghi chữ xấu mà ghi chữ nhỏ nữa. Xóa luôn rồi. Đồ quỷ mè. Đây, bình phương lên đây. BG bình là x bình. BM bình 36 trừ x bình chia 4. VM bình 25 trừ x bình chia 4. Trừ 2 lần BM nhân VM là hai cái căn này nhân nhau. Hai mươi lăm trừ x bình chia bốn. Cos 60 là bao nhiêu? 1/2, đúng không? Bài này giải ra luôn trực tiếp luôn, khỏi dùng máy tính cũng được nữa. Chẳng qua là nó nhìn vào đây nó thấy cái chữ căn đồ mất hồn làm biến. X bình chia 4, x bình chia 4 là x bình chia 2. Chuyển vế qua là 3/2 x bình. 26, 36 với lại 25 là 61, trừ 61 bằng. Bên này là gì? Trừ căn 1/2 nhân 2 hết này. Hai cái căn nó nhân nhau. 36 trừ x bình chia 4 nhân với 25 trừ x bình chia 4. Rồi. Bây giờ nhân 2 vế với trừ 1 thì nó ra dạng căn A bằng B thôi. Mình đừng có để như thế này, mình giải, mình đặt T bằng gì? T bằng x bình. Thì giải nó sẽ nhanh hơn. Căn A bằng B dễ mà. Nhân 2 vế với trừ 1 đi. Chỗ này thành dấu trừ, đó. Còn bây giờ bấm máy tính cũng được. Bấm đây. Nhưng mà nhập vào là cái chữ x bình, mình không có nhập x bình. Mà mình nhầm x thôi. Nhập vào máy tính coi. Chuyển vế qua. Nhập vào cái này, chuyển vế thằng này qua luôn, không nhập dấu bằng. Nhập dấu bằng nó lâu. Nhân shift can. Cho x bằng một số nào đó, bằng 1 đi, đừng cho bằng 0. Nhập chữ x bình là nhập chữ x chứ không có nhập cái chữ x bình, có biết không? Nó làm chậm máy tính đi. Nhân shift can. Rồi cho x bằng 1 ra bao nhiêu? Mấy? Trừ bỏ đi. X bình trừ loại đi. Còn sao bây giờ trừ ra trừ vậy? Mình chết rồi chứ. Bên nào chuyển qua nó cũng phải ra giá trị giống nhau hết đấy. Bên này cái chuyển qua hay bên này chuyển qua là ra giá trị giống nhau. Không khác được. Tự chậm con. Nhiều. 29 hả? Như vậy là x bình bằng, không phải là x mà là x bình bằng 29, phải vậy 754. Rồi như vậy suy ra x sẽ là căn của cái đó sắp xỉ bao nhiêu? 5 mấy. Rồi 5.4 là chọn được đáp án nào chưa?
Chọn được chưa? Tao bán gì? Không ra luôn hả? Sao đứa 24, đứa 29 là cuối cùng là sao? Coi lại cái chỗ nhập Bình Phương đồ coi. Mày đang nhiêu? 4,9 mấy chứ chưa tới năm hả? Thì coi lại coi. Mệt ghê. Cái nhập vô không mà sao vậy? Coi thử Bình Phương lên là cái chữ Bình Phương. Hai mươi bốn và chín bảy ba. Rồi sắp xỉ ra nhiêu? Năm đúng không? Rồi ra nhiêu nữa? Ta bán gì? À, bài này không có hề đụng một chút gì đến thể thức cả. Chỉ cái việc đi tính thôi. Mà cái gợi ý lớn nhất là góc này 60 này. Là nghĩ đến cái việc dùng Pythagore, định lý hiệp số cosin. Rồi sửa vô đây.